Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bốn trận đấu rất hấp dẫn của nữ kỳ hậu Việt Nam Lê Thị Kim Loan và kiện tướng quốc gia Lại Quỳnh Tiên. Trận đấu diễn ra ngày hôm qua 9 tháng 3 2023. Mời các bạn thưởng thức biên bản gián 2 sau khi Kim Loan thắng rất nhanh ở gián thứ nhất. Chơi đến đây lỗ trắng hai quân cho nên Lại Quỳnh Tiên đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2. Chí mã chứ. Thank you.
是。是。将军。是。是。是。炮下。持军。持军。是。是。将军。将军。
吃。 将军。 吃鸡。 Pháo 3 bình 8 vô phương cứu chữa, Lại Quỳnh Tiên nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 5 sau khi hòa nhau ở gián thứ 4. Sure. 炮下。
军。将军，破事。Xe ba bình năm vô phương cứu chữa. Cho đến đây Kim Loan đã nhận thua, tỷ số được rút ngắn xuống 1.5-3.5. Mời các bạn xem tiếp gián 6.将军，持军。吃。吃。吃。
将军。是。持军。是。是。是。是。是。破相。
吃。 破事。 将军。 破相。 将军。 吃。 将军。 将军。 吃。 吃。
吃。 Giờ đến đây, Lại Quỳnh Tiên đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức 4 ván cờ rất hay của nữ kỳ hậu Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.